Chào cả nhà nha. Hôm nay em xin giới thiệu cho nhà mình một cái mẫu chậu rửa chén. Đây là chậu rửa chén một hố nha cả nhà. Chậu rửa chén một hố, kích thước của cái chậu này là 40 nhân 68 nha cả nhà. À 45 60 ạ. Em xin lỗi nha, cái chậu này là 45 60 nha cả nhà. Đây, 45 60. Và bên em có đủ là kích thước nha. 45 68 bên em cũng có nha cả nhà. Đây ạ. À. Cái này là 4560, cái này là mình sử dụng gắn cái vòi rửa chén nha cả nhà. Và bên em có tặng kèm thêm một cái rổ nhựa, để em đi lấy cái rổ nhựa cho mọi người nha. Đây à, cái chậu rửa chén đi kèm một cái rổ và một bộ xả nha cả nhà. Đây à, mẫu đây à, đây là inox 304 nha cả nhà. Đây, inox 304. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã xem tặng.